Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, thời điểm cuối năm cũng như là cái thời điểm mà rất là nhiều anh em đang đổ xô tìm kiếm những cái sản phẩm chất lượng về âm thanh và đặc biệt là những cái sản phẩm nhỏ gọn này. Đấy, càng tích hợp đơn giản thì càng tốt, nhưng ngược lại phải cho ra cái chất âm hay. Thì đó chính là những cái dòng sản phẩm ADF, A500 và Nớt đang được rất là nhiều em yêu thích. Và ngày hôm nay thì chúng em tiếp tục về được rất là nhiều những cái mẫu đẩy nền vang để tích hợp 3 trong 1 cho các bác, để các bác có thể trải nghiệm sử dụng và cũng như là hát hò cho những ngày cuối năm, những ngày liên hoan, những ngày tất niên của năm các bác nhá. Đó, và tại sao thì em lại gọi là 3 trong 1? Thì thưa các bác, 3 trong 1 ở đây thì nó sẽ là bao gồm là có công suất này, có vang này, và đặc biệt là có tích hợp luôn cả micro trong một cái thiết bị này các bác nhá. Tích hợp 3 thứ trong 1. Rất là đơn giản. Đó, và hầu như là về này các bác không cần phải kết nối quá nhiều thứ rườm rà. Đó, không cần kết nối quá nhiều thứ rườm rà mà trong khi đó chúng ta vẫn trải nghiệm được cái chất âm karaoke gia đình tuyệt hay các bác nhá. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về những cái dòng đẩy nền vang nền mic của ADF này nhé các bác nhá. Và khi mà chúng ta nhìn từ bên ngoài vào thì các bác sẽ thấy rằng là em nó được trang bị cái hệ đèn led rất là đẹp cho hai cái kênh volume này, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái nút echo các bác nhé. Thì các bác thấy luôn được cái echo bên này. Đó, và cái echo này thì nó sẽ không có thể hiện cái đèn led cho các bác, nhưng ngược lại nó sẽ có các cái đốm trắng đây. Có cái đốm trắng này nhé, giúp cho các bác dễ nhìn hơn. Và thường thì cái echo này chúng ta sẽ ít sử dụng tới, thường thì các bác sẽ để một mức cố định, đúng không ạ? Còn nhạc, volume nhạc của volume mic này thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn thôi, đúng không ạ? Đó, và đi thẳng nhìn thẳng vào trung tâm giữa thì chúng ta sẽ có một cái màn hình các bác nhé. Em sẽ quay gần lại cho các bác nhìn nó dễ hơn ạ. Đây chính là cái màn hình này. Đấy, màn hình thì nó sẽ thể hiện như là cái tín hiệu đầu vào. Đấy, tín hiệu đầu vào em ví dụ như là đây là em đang để AUX1 này, thì các bác có thể di chuyển nhé. Ví dụ các bác để cắm ở AUX2 thì các bác sẽ phải chuyển sang là AUX2, hoặc là các bác sử dụng USB đây ạ, USB đây ạ, để nghe nhạc thì các bác sẽ phải chuyển sang USB nhé. Rồi còn các bác dùng Bluetooth thì sao ạ? Bluetooth thì chúng ta cũng sẽ phải là chuyển sang Bluetooth đây. Đấy, Bluetooth này thì nó sẽ là biểu tượng viết tắt của cái từ Bluetooth. Đó. Thì để cho các bác có thể sử dụng kết nối không dây nhá. Rồi còn nếu như mà các bác sử dụng cổng quang. Đấy, thì đây chính là cổng quang này. Đấy, đây nó sẽ là ốp OPT, tức là optical ấy. Đó. Thì cái màn hình này nó sẽ thể hiện được các cái tín hiệu đầu vào. Đó, anh em sử dụng vào cái đường nào, cổng nào thì các bác sẽ chuyển sang cái chế độ đó cho em. Đó. Và tiếp nữa thì là bên cạnh nó thì nó sẽ thể hiện được một cái đèn nháy này. Đó, đèn nháy này thì chính là cái đèn mà cấp cái tín hiệu đầu vào. Đấy, các bác mà thấy, tức là các bác đang mở thế này mà các bác thấy không thấy cái tín hiệu nó nháy lên, tức là tín hiệu nó chưa vào. Đó là các bác là chưa chuyển đúng cái cổng của nó thì nó sẽ không nháy nhá. Đó, cho nên là anh em lưu ý nhìn cái đèn này, nếu như tín hiệu đã vào đã nháy rồi mà không ra loa thì chúng ta sẽ phải tăng âm lượng ở đây. Đó. Đó, rất là đơn giản thôi, thật sự là cái này dùng rất là đơn giản. Đấy, ngoài ra thì nó có gọi nhanh là Bluetooth hoặc là USB. Ví dụ em ấn luôn Bluetooth thì nó sẽ chuyển sang Bluetooth luôn cho các bác này. Đấy, và ở đây em không kết nối Bluetooth nên nó sẽ không có tín hiệu đèn nhảy này. Đúng không ạ? Đó, còn em gọi USB thì nó sẽ ra USB này. Đấy, còn không thì chúng ta sẽ phải sử dụng ở đây. Đó, rất đơn giản các bác nha. Đó, em đang cắm vào cổng in 1 nên là cái đèn nó sẽ nháy này. Đó, đây là tín hiệu đã vào nhé. Đó, rất là dễ thôi, con này thì sử dụng không có gì khó cả. Đấy, thế còn chúng ta chỉnh mic thì như thế nào? Đấy, chỉnh mic chỉnh nhạc thì ở đây là sẽ có này. Music control này, các bác nhìn này. Em zoom lại gần đây. Music control. Thì ở đây chúng ta sẽ có giải bass này, giải chung và giải treble. Đấy, đây là phần nhạc nhá, thì các bác lưu ý cho em là cái vạch ngang này. Đấy, nó sẽ chạy đến đây thì tức là nhạc. Chúng ta sẽ chỉnh bass, chung và treble, còn ngoài cùng này chính là cân bằng loa ba năng. Đấy, đây là cân bằng loa nhé, giữa NR tức là cân bằng loa giữa loa trái và loa phải. Đó, rất đơn giản thôi. Thế còn phần mic họ cũng ký hiệu cái gạch ngang bên dưới này cho các bác. Chúng ta sẽ có bass, chung, treble. Đấy, đây là chúng ta sẽ phải chỉnh phần treble của mic này. Đó, rất đơn giản, con này không có gì khó cả nhá. Rồi, đi sang xa ra một chút thì chúng ta sẽ có cái đường mic input này. Mic input thì chúng ta sẽ có mic 1, mic 2, mic 3. Và ở phía sau này sẽ có thêm hai đường mic nữa là 4 5, các bác nhìn thấy nhá, 1 này, 2 3. Và đây nó có 2/4 và 3/5.
Thì đây chính là cái giới hạn âm lượng của tiếng mic đó, của mic 3 và 5. Còn đây là 2 và 4, còn đây là mic 1 nhá, thì các bác có thể giới hạn mic 2, mic 4 và mic 3, mic 5 ở bên này. Còn mic 1 thì chúng ta sẽ là giới hạn riêng. Đó, con này không có gì khó cả, em giải thích rất là kỹ rồi. Còn trong cái video này em mà thấy chỗ nào chưa hiểu thì có thể inbox bên dưới phần bình luận nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang phần echo effect. Echo effect này thì chúng ta sẽ có delay, repeat, bass, trung chép. Đấy, rất là rõ ràng nhé. Delay, repeat, bass, trung chép này. Đấy, thì đây chúng ta sẽ chỉnh delay và repeat cho echo. Còn phần này là chúng ta sẽ chỉnh bass, trung chép cho echo. Đó, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ có một nút tắt nguồn. Đó, và tắt nguồn thì nó sẽ đặt ở phía đằng trước này luôn. Đó, đặt ở phía trước luôn nhé. Để giúp cho các bác và anh em là dễ bật tắt hơn. Đấy, dễ bật tắt hơn. Đó, thế thì về đấy là về phía đằng trước. Thế còn đằng sau là sao? Đây em sẽ quay phía sau cho anh em nhìn nhé. Phía sau của nó chúng ta em chỉ có duy nhất này, tín hiệu đầu vào này là 1 này, ra loa là 2 này, và cuối cùng là dây cấp dây nguồn 200 điện 220 nhé các bác nhé. Đó, chẳng có cái gì cả. Đó, chúng ta chỉ kết nối đơn giản vậy thôi. Đó, không phải quá nhiều thiết bị rườm rà, cũng không cần phải kết nối quá cầu kỳ. Đó, chúng ta dùng đơn giản và sử dụng đơn giản nhưng đảm bảo chất âm rất là hay. Đó, thế còn bây giờ em test tiếng mic cho anh em nhé. Nhiều em còn nghi ngờ về tiếng mic, liệu liền vang liền mic thì cái chất mic của nó có hay không. Đó, thế thì đây chính là cái tay mic của vang ADF này, các bác nhìn này. Đó, nó rất là đẹp luôn, phải nói nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Tay mic quá là đẹp rồi ạ. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đấy, và bây giờ em sẽ test cái tiếng mic, test tiếng mic cho các bác và anh em trải nghiệm qua cái chất âm của cái tiếng mic của cái dòng vang này. Và em sẽ bật mic lên này. Đó, mic có đèn màn hình luôn nhá. Đó, em sẽ bật lên. Này, wow, 5, 6, 7. Đây là to nhỏ của mic này. Đó, đây là hết này. Nê, 5, 6, 7. Rất là dễ. Còn đây chúng ta chỉnh echo này. Nê, các bác muốn nhiều echo thì các bác tăng lên cho em. Nê, 5, 6, 7. Rất dễ ha. Echo rất là quẹo, đúng không ạ? Tích hợp 3 trong 1. Đó, các anh em muốn to nhỏ nhạc to, có thể chỉnh nhạc đấy. Nê, 5, 6, 7. Nê, 5, 6, 7. Rất là đơn giản, rất là dễ chỉnh. Tiếng mic rất là dày và ấm. Đó, tiếng mic nó rất là ấm luôn các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Có thể thấy rằng là với cái chất âm của con này, nó rất là hay, rất là tuyệt vời để các bác có thể trải nghiệm trong không gian karaoke gia đình nhà mình. Và đặc biệt các bác xem đến cái phút, cái thời gian bây giờ rồi. Đấy, thì các bác đang quan tâm là liệu cái sản phẩm này thì giá nó có cao không, có đắt không. Đó, giờ thưa các bác giá không hề cao nhá. Tích hợp 3 trong 1 giá nó chỉ có 5.500.000 thôi ạ. 5.500.000. Em bao ship cho anh em và bao test nhận hàng được kiểm tra hay ưng ý thì mới thanh toán nhá. Các bác lưu ý giúp em ạ, hay ưng ý thì mới thanh toán. Đó, giá chỉ có 5.500.000 thôi mà các bác được rất rất là nhiều thứ trong một cái sản phẩm. Đó, anh em có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ để được tư vấn hỗ trợ. Và xin chào các bác.